Orto Parisi, Bergamask. Vâng, sau một cái thời gian em mày làm mưa làm gió ở trên TikTok, ở trên YouTube, thì ngày hôm nay mình đã được sở hữu em nó. Vâng, tại vì em nó được nói rằng là nó so sánh với Le Labo Bergamote 22, một trong những chai nước hoa mình cực kỳ yêu thích sử dụng vào mùa hè, và với một cái quan điểm là ngon hơn, bán quả tốt hơn, nên là mình đã phải rước em nó về. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cảm nhận của mình về em này như thế nào, và so nó với Bergamote 22 mình đang có ở đây thì nó có ngon hơn nhá. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Nói qua một chút về thương hiệu Orto Parisi thì người sáng lập cũng như là perfumer của thương hiệu này đó là Alessandro Gautieri. Ông này thì cũng là người làm mùi cho Nasomatto, và người ta hay gọi ông ý với một cái biệt danh đó là mũi điên. Thì có lẽ là mọi người sẽ chỉ nghe đến vậy thôi và không biết lý do vì sao. Thì hôm trước mình có xem một cái bộ phim về ông này, đó là cái bộ phim ông ý tìm ra mùi hương Blame. Đây là một trong những cái mùi hương mà ông khá là tâm đắc, và ông đã làm hẳn một cái phim tài liệu nói về cái quá trình làm mùi hương của ông đấy. Thì cái mùi Blame đấy ông ấy làm ra khi ông bịt mắt ngửi những cái nguyên liệu khác nhau, và sau rất là nhiều lần điều chỉnh cũng như là đến những cái thành phố ở Dubai để lấy cảm hứng, thì ông đã cho ra được cái mùi hương đấy sau khoảng tầm 17 hay 18 lần chỉnh sửa. Và một cái rất là điên của ông ý đó là ông ấy không ngồi ở một chỗ để test mùi để có thể xem mà nó có những cái gì cần thay đổi, mà mỗi một lần ông ý điều chỉnh cái mùi hương của Blame đấy thì ông ấy đã nặn một cái mũi giả bằng thịt, bằng những cái thịt vụn ấy, ông ấy nặn và ông ấy dán lên tường ở những cái đường phố khác nhau ở Dubai để ông ấy nhỏ mùi hương của ông ấy lên đấy để cho mọi người cùng test. Thì đấy là một cái mà mình thấy rằng là ông ấy rất là điên so với những ông perfumer khác mà mình được biết. Bên cạnh đó thì bố ông ấy có một cái nông trại, và bố ông ấy cũng là một người bán thịt. Thế là cái đúng ra thì thường thường gia đình như vậy thì người ta sẽ tiếp nối cái thành công của gia đình, nhưng mà ông ấy đã chọn là việc là ông đi làm mùi hương. Và cái việc liên quan đến thịt đấy mình nghĩ là chắc là cũng có liên quan đến một chút nào đó về cái bố ông ý, nên là ông mới làm mùi hương bằng thịt. Và sau này thì ông đã điều chế những cái mũi hương, làm những cái mũi bằng sứ để ông ấy thay đổi, tránh bằng việc là dùng thịt. Nên là nhiều khi kiểu mình nghĩ là khi mà làm bằng thịt ý, thì cái độ lưu hương của nó chắc là cũng sẽ chuẩn hơn, và mùi hương nó cũng biến chuyển chuẩn hơn khi mà làm ở trên một cái mũi bằng sứ, đúng không? Nên là bạn nào có thể quan tâm đến cái ông perfumer Alessandro này thì bạn có thể xem qua cái đường link hoặc là cái tên mình sẽ gắn cái phim ở phía dưới. Phim này thì xem mất tiền nha, thuê 72 giờ và các bạn có thể mua đứt bằng cái giá khoảng tầm 7 đến 8 euro. Và chúng ta quay lại với cái mùi hương ngày hôm nay, đó chính là Bergamote. Thì cái mùi hương này ông lấy cảm hứng từ khu vườn của cái ở nông trại của bố ông ý. Và ông cũng nói luôn là cái mùi hương này là sự đối lập giữa cái sự tươi mới của cam Bergamote và cái mùi hôi động vật đến từ cái nét của xạ hương. Thế nên em này nó sẽ ngửi rất là kỳ lạ. Mùi hương này khi mà các bạn mới xịt ra ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó có những cái nét. Thứ nhất đó là một cái nét sweet juice, cụ thể là cam Bergamote. Nhưng mà ở đây nếu mà để mà dễ hình dung ấy, thì các bạn chỉ cần nghĩ tới những cái hộp nước chanh muối mà người ta bán ở ngoài, mà đại khái là kiểu bán kiểu công nghiệp ấy. Thì những cái quả chanh ở đây nó được gọt hết vỏ và nó chỉ còn mỗi cái nhân trắng vàng vàng thôi, mà nó ngâm ở trong nước. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy là như kiểu các bạn cắn ngập miệng các bạn vào cái quả đấy. Nó sẽ có cái nét đắng. Đắng ở đây đó là khi các bạn cắm vào những cái hạt của cái quả chanh muối. Và cái thứ hai là cái nét mặn của muối, và cái thứ ba là cái nét hơi xanh nữa. Thì đấy là ba cảm nhận đầu tiên khi mà em này xịt ra khỏi vòi. Ngửi ở đây nó khá là nhiều xạ, nhưng mà khi mình xịt ra thì nó có cái nét như vậy. Và sau khoảng tầm 5 đến 10 phút thì mùi hương bắt đầu biến chuyển. Các bạn sẽ thấy rằng là xạ hương xuất hiện. Xạ hương ở đây nó mở đầu bằng một cái mùi xạ nó khá là animalic. Nó có phần hơi hôi hôi, kiểu bẩn bẩn, kiểu động vật. Và nó có đúng như cái những gì ông miêu tả, đó là cái nét trái ngược giữa cam Bergamote, sự tươi mới, và cái nét của xạ hương, cái nét động vật animalic ở trong nước hoa. Và mình thấy là những cái nhà nước hoa nít và indie ở cái phân khúc gọi là không được thị trường hóa lắm thì cái hướng làm xạ như này nó rất là quen thuộc. Thậm chí là mình lấy xạ ở đây còn khá là nhẹ nhàng. Mùi hương của Bergamote nó chuyển biến giữa những cái nốt nó khá là mượt mà. Nó không tạo cho ta cảm giác kiểu thỉnh thoảng là như thế này, thỉnh thoảng lại như thế kia, mà nó biến chuyển rất là mượt. Chúng ta đã thấy rằng là cái nét mặn nó cũng sẽ dần dần nó lắng lại phía sau, và các bạn thấy là xạ hương nó lên nó bao trùm. Xạ ở đây thì nó chỉ bị hơi animalic lúc đầu thôi, và về sau nó sẽ dịu bớt và nó dần dần nó trở nên nó kiểu nó ôm lấy cả cái quả cam, quả chanh ở đây, và nó ôm chặt lấy da các bạn, nó tạo nên một cái lớp rất là dày ở trên da. Và mùi hương này khi mà dry down ở trên da mình ấy, thì nó chỉ còn là cái nét xạ khá là sạch. Lúc này thì xạ nó được xử lý sạch sẽ hơn khi mà đã tồn tại khoảng tầm 4 đến 5 tiếng ở trên da, nó không còn nét hôi nữa. Nhưng mà nhiều người, nghĩa là bạn mình xịt mùi hương này thì bạn mình cũng có khoảng tầm 4-5 tiếng nhưng mà nó vẫn bị hơi hôi nhẹ, nhưng mà ở trên da mình thì trong khoảng tầm 4-5 tiếng thì mùi hương nó được xử lý hoàn toàn cái nét kiểu hôi hôi của động vật. Với cá nhân mình thì mình thấy rằng là đây là một cái mùi hay ho, hay thật, chứ không phải là hay ở trên cái khía cạnh là tại vì nó là indie nên là nó hay. Thực sự mình đánh giá là cái sự biến chuyển cũng như là cái nét muối ở cái quả cam bergamote, quả chanh ở đây thì nó rất là hay ho, mà mình thấy rằng là ít khi mà mình ngửi được ở những chai nước hoa có cái tông mùi làm kiểu citrus như thế này. Và em này ấy, thì với mình nghĩ rằng là nó chỉ hay ở trên góc độ là một người chơi thôi. Còn nếu như bạn là một người mới, bạn còn đang loanh quanh, bạn còn đang vật vã, bạn còn đang thấy là Blue de Chanel hay là Dior Sauvage nó vẫn đang rất là khó ngửi, nó có cảm giác là nó giống mùi Romano, giống mùi X-Men hay là Versace Eros thì ngọt quá, thì khi các bạn sang em Bergamote này, các bạn sẽ kiểu vừa mới ra đời và các bạn thấy rằng là tất cả nó quay lưng hết lại với bạn vậy. Nó khá là sóng gió, và đây không phải là mùi hương dành cho những người mới, hay là kể cả các bạn là những người chơi lâu rồi nhưng mà các bạn chưa tìm đến cái phân khúc nít và indie, đặc biệt là những cái mùi có nét xạ hương làm animalic rõ như thế này. Về phần thiết kế thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là em này có một cái thiết kế khá là hay. Chai này thì là chai 50ml và cái dui nó rất là vàng. Cái dui này các bạn cũng cần lưu ý khi mà các bạn xịt lên những cái đồ trắng, thí dụ như kiểu áo sơ mi hay là những chiếc khăn. Và về cái phần nắp thì là ở ngoài là kim loại và trong có một cái lớp gỗ như thế này. Đây, và đây là hai lớp. Thì cá nhân mình thấy rằng là về cái thiết kế của nhà Orto Parisi này, nó khá đẹp so với cái thương hiệu Nasomatto, nhưng mà mùi hương của nó thì có phần khó ngửi hơn so với vài sản phẩm của nhà Nasomatto mình đã từng ngửi. Đấy là quan điểm của cá nhân mình thôi. Bạn nào có cái quan điểm nào về cái thiết kế này thì các bạn cũng hãy bình luận cho mình biết ở phía dưới nhá. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta nói tới ở đây đó là về độ bám quả của mùi hương này như thế nào. Chúng ta có thể thấy rằng là đây là mùi citrus cùng với xạ, thì liệu nó có lưu tốt không và nó có thể sử dụng được với cái thời tiết như thế nào. Thì mùi hương của Bergamote sau khi mình test chắc là khoảng tầm 5 đến 6 lần rồi, và mỗi một lần mình test trong một ngày riêng biệt vào những cái thời tiết khác nhau, thì em này nó lưu ở trên da mình rất tốt. Có thể tự tin nói các bạn là 7 đến 8 tiếng là nó thừa sức, thậm chí là có thể kéo dài hơn. Mình đã từng xịt mùi hương này và rồi mình đi tắm, nhưng mà mùi hương, cái nét của xạ ấm nó ở trên da mình nó vẫn tồn tại sau khi mà mình tắm xong. Mặc dù mình có xài sữa tắm mùi hương của Menology rồi, nhưng cái mùi hương này nó vẫn lưu rất tốt ở trên da. Còn về độ tỏa hương thì sao? Thì cái mùi hương này mình đã kể ở trong các bạn trong cái video đó là chai nước hoa Calagafel Boy the Shadow. Thì đấy là mùi hương mà cũng có cái nét muối giống với Bergamote, nhưng mà nó làm theo chiều hướng khác. Thì mình thấy rằng là hôm ấy mình có xịt hai mùi hương vào với nhau, ở đây và ở đây. Thì cái mùi mà mình nhận thấy rõ nhất khi mà nhiệt độ tăng và mình chạy thể dục thể thao thì mùi hương của em Calagafel kia lên rõ hơn. Và cái mùi của Bergamote gần như là nó không tỏa, nó không có cái sự thay đổi sau khi tỏa hương mà nhiệt độ chúng ta tăng lên. Có nghĩa là em này chỉ tầm nửa cánh tay thôi, nhưng mà khi các bạn đưa lên mũi ngửi, các bạn nhận thấy là một cái lớp bọc rất là dày dặn. Nên là với mình thì em này lưu tốt nhưng mà tỏa hương thì lại không tốt như là mình mong chờ. Còn về cái thời điểm khuyên dùng của các bạn, thì với cá nhân mình, em này nó sẽ sử dụng khá tốt trong môi trường văn phòng. Mùa hè các bạn có thể xài trong môi trường văn phòng ok. Nhưng nếu như các bạn thường xuyên di chuyển ở ngoài trời thì em Bergamote của nhà Orto Parisi này có lẽ là sẽ phù hợp với những ngày trời tầm dưới 30 cho đến 32 độ. Và cái thời tiết này không phải là cái thời tiết phù hợp ở Việt Nam. Tại vì về trung bình khi mà vào giữa hè hay là kể cả đầu hè đi chăng nữa hay cuối hè thì cái nhiệt độ ít nhất phải tầm từ dao động tầm trên hoặc dưới 35 độ một xíu. Vì thế đây không phải là một cái lựa chọn quá tốt cho mùa hè. Chúng ta có thể tìm đến nhiều mùi hương khác nhau dành cho mùa hè tốt hơn là Bergamote này. Ví dụ như là Aquati Viva hay là Aquati Show của nhà Profumum Roma cũng làm những cái tông mùi khá là dày dặn, xài được mùa hè nhưng mà lại bán tỏa rất tốt, thậm chí là tỏa còn tốt hơn cái em này. Thì nếu như có dịp mình có kèo về thì mình sẽ làm cho các bạn, recommend các bạn sau. Và khi các bạn sử dụng Bergamote này thì mình cũng nói rõ luôn với các bạn rằng là các bạn đừng mong chờ người xung quanh khen mùi hương của bạn. Tại vì khi các bạn đã dùng những cái thương hiệu đến từ những cái nhà niche và indie độc lập như thế này thì các bạn sẽ không cần quan tâm quá nhiều người xung quanh nghĩ gì. Chỉ đơn giản là các bạn thích nó và các bạn muốn mặc nó lên người thì các bạn hãy dùng. Còn nếu như bạn là người mà thích cái lời khen của những người xung quanh thì mình nghĩ là Orto Parisi Bergamote sẽ không làm được điều đấy. Hoặc là có thể 10 người ngửi chắc chỉ có tầm 2 đến 3 người khen thôi. Thế là hãy cân nhắc rằng mình muốn gì. Về cái phong cách thì mình nghĩ là mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn kiểu ăn mặc nó cũng hơi dị dị một tí, các bạn layer nhiều cái loại quần áo với nhau, hay là các bạn kiểu ăn mặc nó phá cách, nó kiểu fashion thì các bạn có thể dùng được mùi hương này. Còn về độ tuổi thì cá nhân mình thấy rằng là có lẽ là sẽ cần một chút trải nghiệm về cuộc đời và kể cả về mùi hương thì có thể sử dụng được. Còn trải nghiệm tầm bao nhiêu tuổi thì mình nghĩ rằng là nó cũng phụ thuộc vào tùy mỗi người. Có những người trẻ thì trải nghiệm rất là nhiều, nhưng mà có những người thì đứng tuổi rồi nhưng mà nhiều khi họ không có trải nghiệm về mùi hương. Nên là mình nghĩ rằng là chúng ta nên mua chiết thử xem là nó có ổn hay không. Và chúng ta cùng nhau đến với phần cuối cùng, đó là so nó với Le Labo Bergamote 22 thì mùi hương nào ngon hơn. Đầu tiên đó là xét về cái mùi nhá, thì mình đảm bảo với các bạn rằng mùi ăn tiền nhất ở đây, mùi người ai cũng thích, đó chính là Bergamote 22. Một cái mùi mà mình khen đứt lưỡi. Mình lúc nào mùa hè thì mình chỉ cần mang ra xịt thôi mà nhận được rất là nhiều lời khen. Nếu như các ông cần thì chắc chắn tôi sẽ đi quay phỏng vấn cho ông về hai mùi hương này, xem là mọi người lạ người ta sẽ thích mùi hương nào hơn. Còn về độ bán tỏa thì xin phép Le Labo Bergamote 22 nó sẽ thua, đấy là điều đương nhiên. Tại vì cái hướng làm xạ cùng với citrus cái này thì nó làm trợ cho nhau trong những cái mùi chút bám kém. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình vẫn thích Bergamote 22 hơn. Mặc dù mùi nó không được lưu tốt nhưng nó lại dễ dùng và có thiên hướng sạch sẽ, phù hợp khí hậu Việt Nam hơn. Còn Bergamote thì chỉ phù hợp khí hậu mùa hè ở châu Âu thôi. Thêm một cái điều nữa đó là chúng ta có một cái giá rất đắt, đó là Bergamote thì nó rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 triệu cho 50 ml, còn Le Labo Bergamote 22 nó chỉ tầm 5 đến 6 triệu cho 100 ml thôi. Tính ra là kiểu đắt gấp đôi đấy. Và nếu như bạn đã sử dụng qua những mùi hương này rồi thì xin phép các bạn hãy comment ở phía dưới, đặc biệt là Bergamote, để cho mọi người có nhiều cái nhìn hơn. Tại vì mình thấy là em này ở Việt Nam ít người review lắm. Là hãy cứ chia sẻ cảm nhận nếu như đã được trải nghiệm qua để cho mọi người cũng biết. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên việc like, share và ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và gặp lại. Bye bye!